Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhé. Và lời đầu tiên Hải xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Và hôm nay là tối ngày 24 tháng 10 2022, và Hải đã có mặt tại tuyến metro bến thành Suối Tiên để có thể cập nhật cho mọi người xem về quá trình thắp đèn ở khu vực này, cũng như là công nhân đang tiến hành lu để đẩy nhanh tiến độ công trình này mọi người. Thì hôm nay Hải ghé là thấy người ta đang làm đêm rồi đấy, làm cả ngày lẫn đêm luôn, làm thứ bảy chủ nhật làm bình thường không có nghỉ nhá. Và hệ thống đèn chiếu sáng đây là sáng gần hết rồi, từ cái chỗ nào mà đang thi công thì đã lắp hết hệ thống đèn chiếu sáng ở đây. Mời tất cả mọi người mình cùng đi quanh khu vực này để mình xem nhé. Thì ở góc độ này mọi người có thể nhìn thấy là rất là đẹp đấy, những cái tòa nhà sáng lung linh và đẹp rực rỡ ở đây. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối rồi, nên chợ Bến Thành người ta cũng đóng bớt một số sạp hàng, chỉ còn rất ít một số sạp hàng ở mấy cái cửa chính thôi. Còn hôm nay thì mọi người có thể nhìn thấy là được huy động rất là nhiều xe, máy lu, máy xúc, cái thứ đang ở khu vực này, đang làm đêm để chuẩn bị trải nhựa cho khu vực này. Thì hãy bây giờ sẽ đi dọc quanh cái khu vực này gửi cho tất cả các chú anh chị mình cùng xem nhé. Đi ngược cái này nó cũng hơi nguy hiểm một xíu, nhưng mà thôi hãy cố gắng đi cho mọi người cùng xem cận cảnh. Trước ở khu vực này thì có một cái vũng nước khá là sâu, thì hôm nay người ta đã lấp lại được ở đây, người ta đào lên cái chỗ này để trải bạt cho quá trình săn lấp ở đây thì nó không bị lún hoặc sạt lở. Đây thấy nhìn này, máy thì nó vẫn làm bình thường. Đấy, tí xe bên xe bên kia người ta trải nhựa thế nào nhé. Hai cái tòa tháp phía trước đây cũng ngừng lâu lắm, 8 tháng rồi không thấy có thắp điện hay là thi công gì nữa. Biết là tối bên trong tối kiểu giếng trời người ta có làm được không, nhìn là bây giờ thì thấy nó trong đấy tối om, nó không có ánh sáng gì nên mình không thấy được. Giờ hãy mời tất cả mọi người cùng đi hướng bên kia nhé. Mọi người thấy là cái xe đây có cái xe buýt này, chuyên phục vụ cho mình đi từ sân bay tới sân nhất về đến quanh nội thành Hồ Chí Minh cũng như là đi xuống phố tàu luôn đấy. Giá vé xe buýt thì hôm trước là có một số trang cập nhật rồi, giá cũng rất là rẻ. Thì ở khu vực này mọi người nhìn thấy là những cái vạch trắng trắng người ta đã chia thành những cái tim đường để đèn cho quá trình trải nhựa cũng như là săn lấp mặt bằng. Thank you.
cái khu vực này là chỉ còn có vài tháng nữa chắc người ta chuẩn bị trả mặt bằng, giờ đến Tết là khả năng cao là sẽ trả được mặt bằng ấy ở chỗ này. Đây mọi người đứng góc độ này nhìn về chợ Bến Thành là thấy là nó rất là đẹp luôn đấy. Để Hải chỉnh lại cái độ sáng một xíu, này nó hơi sáng. Nhìn đấy, nhìn này để chợ Bến Thành nhìn rất là lung linh và huyền diệu á. Còn hiện tại dọc đại lộ Lê Lợi thì giờ này người ta đóng cửa hết rồi. Bây giờ chỉ có những khách nước ngoài người ta đi du lịch một xíu thôi. Thì Hải sẽ quay đi lên xe bên trên xíu mà mình vào đến bên trong chợ Bến Thành xem còn cái gì không. Hải quay cho mọi người xem nhé. Có vẻ là cái đoạn này người ta mới nới rộng người ta rồi. Hôm qua thì thấy nó khu này nó bình thường mà hôm nay là nới rộng. Thì công Hải nói không nhầm thì tối ngày hôm nay người ta sẽ trải nhựa ở lớp 2 ở khu vực này đây. Huy động máy móc cũng đang làm. Thế trên kia công nhân cũng đang làm. Nhìn ta đang thổi nhựa. Tí nữa Hải zoom lại gần cho mọi người xem nhé. Người ta đang thổi bụi để chuẩn bị trải nhựa. Thì cũng theo dự kiến là cuối năm 2023 là phải hoàn thành rồi nên ra đấy nhanh. Ở đây này. Ở bên này mình đi vào bên trong rồi. Ở bên này có một số vị khách nước ngoài đã đi vào bên trong rồi. Cái đoạn này nó làm cái đường đi qua nó khó lắm. Xe thì đi ôm cua sát vào cho mình. Đây bên này là có một đội thợ người ta đang đi qua hay là người đi đường qua này. Này là khả năng là người đi đường người nước ngoài không? Người ta đang đi qua thôi. Đấy, công nhân thì đang làm cả xe. Đây, đi vào phía bên trong cho mọi người xem này. Một cái khoáng nó rộng gọi là mênh mang luôn. Thank you.
đây nguyên một cái khoảng rất là rộng. Người ta đang vệ sinh, đang quét thêm trong bụi bụi lắm. Đây, phía bên này là làm hai cái cây xăng, được cây đường trên, cây đường dưới này. Nhưng mà sao chỗ này cái xăng người nhìn nó có vẻ nó hơi xấu á. Thì mọi người cũng đi này, Hải đi vào bên trong rồi. Đây mà lần đầu tiên Hải bước vào bên trong này, quay cho mọi người thử xem về cái làn đường mới rất là rộng. Đấy, này hôm sau là phải đường chia cái này một bên, chia phải đường ba làn. Còn phía bên này thì người ta dỡ hết rạp rồi, dỡ hết giàn giáo bên này rồi. Tháo hết giàn giáo rồi. Thì chắc giờ này nó cũng không kịp để mình vào chợ Bến Thành nữa mọi người. Lần này thế là đóng cửa hết. Đây ta mới phủ được cái một cái lớp nhựa tráng lên trên. Thì video của Hải xin phép được dừng ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem đến cuối video. Mọi người thấy video hay có thể cho Hải xin một like, một đăng ký và ấn chuông thông báo để cập nhật những video mới của kênh nhé. Hải xin phép được dừng video ạ. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.